ngoan đấy chưa. Giờ ngủ trưa nhá. Ngủ trưa thì dậy nhá. Ngủ đi nào. Ngủ đi nhá. Xin Linh ngủ với bố lúc nào đây? Xin ngủ với bố lúc nào đây? Đây là bố ngủ lúc nào đây? Là bố đang ngủ. Ngủ luôn rồi bố à? Ngủ nãy giờ. Con lên đi ngủ nhá, bố đi làm việc nhá. Con lên ngủ nhá. Nha, qua đây kêu ngủ nhá. Bây giờ con ngủ đi bố làm việc nhá. Nào. Nào đấy. Nào, con làm trước. Nào đi, ngủ đi nhá. Đi đi à? Nào. Qua đây ngủ đi. Bố làm việc mà. Bố làm việc mà. Chứ bố có chơi đâu. Không chịu á? Trời ơi. Không, để con ngủ đây, để qua đây ngủ này. Qua đây ngủ nhá. Qua đây ngủ nhá. Con ngủ lại chưa?
Nào đây. Không chịu à? Sao không chịu đấy? Đi tắm ha. Nha. Đi tắm này, uống sữa này để bố làm nhá. Ngủ gật đi kìa. Bắt bố thì giờ bắt nó ngồi ôm cái này ngủ đấy, nhận bố ấy. Không chịu ngủ đây, ôm bố ngủ.